leo Mỹ già giống vậy nè, dưa leo Mỹ già như vậy nè, leo Mỹ á, dưa leo của Mỹ nó già giống vậy nè. Đó, hàng kia mấy mấy con gái nó mê theo Mỹ không nè, chơi tôi nó theo mấy người Mỹ, nó theo Mỹ Đen đó. Mỹ Đen già giống vậy nè, dưa leo Mỹ Đen già giống vậy nè, dưa leo Mỹ già giống vậy nè. Mấy con gái nó từ chối nó chơi tôi, thằng nó theo mấy Mỹ Đen, tại vì dưa leo Mỹ Đen già như vậy nó mới đi theo dưa leo Mỹ Đen. Để tôi kể chuyện hay không, tôi kể chuyện hay không, mấy con gái nó từ chối tôi, nó theo dưa leo Mỹ Đen không à. Mấy con gái nó từ chối tôi á, qua đây á, nó theo dưa leo Mỹ Đen, nó không theo, nó cắt dưa leo vậy nè. Tôi kể chuyện cho mấy người trên internet nghe mà, kể chuyện cho mấy người trên internet nghe. I got me cucumbers. Yeah, it smells burnt, but that's okay. Okay, bữa nay mình bỏ thêm dưa leo vô. Okay, we're back. We're gonna put in the cucumbers. What? Cucumbers. Wow. Cucumbers. Yeah, cucumbers. Delicious. Yeah. Bỏ vỏ hả? Mà vỏ nó đâu có cắt đâu. Cắt chứ, chứ. Mà tôi cắt thẳng xuống rồi. Okay, this is down here. This is down here before it burns. Okay, check out the onions. The onions are always burnt. They're black, huh? Black onions. À, mấy cái tỏi này nó bị cái khét rồi, cái tỏi này bị khét dứt rồi. It looks like it's almost done. Oh shit, this got burnt. You see, we got burnt garlic. That's okay. That's okay. Wow! I burned my string. Ok, chờ chút ăn để lấy nắp đậy nó lại. Get a cap cover it up. Cap cover it. And we should wait like another 10 minutes and we'll be back. Nhớ chia sẻ, nhớ like, nhớ share, nhớ subscribe, nhớ comment. Cảm ơn các bạn coi phim này.